Liên tiếp cho các bác một clip về loa nhé. Em xả hàn cho các bác tri ân sang kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Chiếc đầu tiên em xin giới thiệu các bác là số thứ tự là số 41 nhé. Có giá là giá cũ là 4.3 triệu, giảm cho các bác 500k này. Còn 3.8 triệu đôi loa NHT này, model 1.3 nhé, của USA. Số 41. Tiếp đến số 40 này, một đôi JBL con trôn nhé. Có giá là 3.9 triệu. Giá cũ là 3.9 triệu ạ. Còn 3.4 triệu nhá. Đôi JBL số 40, 3.4 triệu. Tiếp đến số 58 này. Một đôi JBL con trôn 1 Pro này. Giá cũ 39, giảm 500k. Pro 3 nhé. Đúng rồi, Pro 3. Số 58. Còn 3.4 triệu. Tiếp đến là số 60 này. Giá cũ là 39 nha. Một đôi JBL. Con trôn 1 Plus. Còn 3.4 triệu. Một đôi loa này. Tiếp đến số 57 này. Đây, giá cũ đây ạ, giảm 500k. Một JBL Pro 3 nhé. Còn 34 ạ. Tiếp đến số 55 này. Một đôi JBL nhé. Đôi này bị mất tem ở đây này. Giá cũ là 3.9 triệu, em đã giảm xuống 3.3 triệu rồi. Giờ mất tem giảm cho các bác còn 3 triệu nhá, đôi này 3 triệu thôi ạ. 39 còn 3 triệu nhá, đôi này bị mất tem ạ. JBL con trôn số 55 nhá. 3 triệu. Tiếp đến số 12 này. Một đôi Selection này. Có giá là 29 nhá. Tặng tri ân cho các bác 500k này. Sang kênh Tuấn Thảo. Còn 2.4 triệu, số 12. Tiếp đến một đôi loa tay này, loa center nhé, Tannoy này. 2.9 triệu, giá cũ
tặng 500k còn 2,4 triệu. Đây, một đôi center tanoi màu trắng bạc rồi nữa này, 29 còn 24 ạ. Hai đôi, hai chiếc này, mỗi chiếc giảm 500k còn 2,4 triệu này. Chiếc cuối cùng này, một chiếc Panasonic nhá, nó center có giá là 1,8 triệu, còn 1,3 triệu nhá. Tiếp cho các bác một bộ bàn phím máy tính nữa nhé, có cả tiếng Nhật này, cả tiếng Nhật, bàn phím bãi nha các bác nhá. Đây, bộ bàn phím này có giá là 40k nhé, con chuột có giá là 30k này, các bác lấy cả bộ 7 thì 7, cả bộ là 70k nhé, cả bộ này 70k, cả chuột bãi ạ. Chuột đeo này, bàn phím đeo nhé. Các bác mua lẻ cũng được, bán nguyên bàn phím này bán 40k. Con chuột 30k, các bác lấy cả bộ thì báo em. Các bác mua hàng thì liên hệ em Thảo 0822 28 1999. Em xin cảm ơn ạ.